ta chửi mình là ta dạy mình, ta nạt mình là con người đó là người có đức của mình, mình phải cảm ơn người ta, đừng nên vậy. Đó là cái tu đó rất ngon hơn. Mà cháu ăn chay mà cái lòng cháu độc ác, cháu thâu tiền người ta vô, đó là cháu càng mang tội. Cái tội cháu trong này nó có lực nhân quả, nó trả liền. Như ông đó ông tu mà ông thao bất thiện, ông thâu tiền người ta, sau này cái bể ra cái nhà đó, cái đó là cái gì? Cái lực nhân quả. Nhà nước tịch thu là đúng rồi, tại vì mình làm chuyện ác đó. Đó là cái trường hợp nhà nước có công bằng. Đúng rồi. Tôi nói là thiên là gì? Thiên là trời, hai chữ thiên. Dạ, Ngôn xin gửi lời chào cả nhà. Dạ cả nhà ơi, hiện tại thì Ngôn đang đi trên một đoạn đường và có tình cờ gặp một vị cư sĩ. Dạ, thì vị cư sĩ này đang mưu sinh cho cuộc sống hàng ngày bằng cách xin lòng từ bi từ những bà con, cô bác xung quanh à. Dạ, thì sau đó thì Ngôn cũng có một cuộc trò chuyện với vị cư sĩ và cũng được vị cư sĩ cho những bài dạy rất là hay cho cuộc sống à. Dạ rồi. Thì bây giờ Ngôn xin mời cả nhà mình cùng gặp gỡ và trò chuyện với vị cư sĩ nha. Con xin gửi lời chào ông ạ. Chào con. Dạ. Dạ ông cho con hỏi là ông thứ mấy không? Dạ thứ 9 rồi. Dạ ông thứ 9 nha. Dạ. Dạ vậy là con xưng với ông là ông Chính ha. Dạ ông Chính. Dạ chú Chính năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay trên mực giấy tờ của nhà nước á, dạ sinh 1942, tuổi ngoài tuổi thiệt là 81. Dạ chú Chính đang lội trên đường á, là chú Chính đi đâu vậy chú Chính? Chú đi sinh. Chú Chính đi sinh ha. Dạ, đi sinh. Dạ rồi nhà mình còn con cháu gì không chú Chính? Nói thành thật có con nuôi chứ không có con ruột. Dạ chú Chính có con nuôi nhưng không có con ruột. Dạ. Rồi chú Chính có vợ không? Vợ chết rồi. Vợ chú Chính mất rồi ha. Mất 2004. Dạ. Thì cũng lâu rồi, mười mấy năm hay chú Chính ha. Dạ. Chú Chính ơi, con thấy chú Chính bận bộ đồ tu á, là tu tệ của cư sĩ tại gia đó chú Chính. Dạ. Chú Chính cho con hỏi thăm á, chú Chính tu theo cái cách là sao nó mới đúng chú Chính? Bây giờ tu có cách này đúng nhất. Dạ. Cháu thấy là tu đâu bằng tu tâm. Dạ. Cái tâm của mình không giận, không hờn, không ghét, không đâm thọ ai, đừng hại người ta, đó là mình tu. Dạ. Tu tâm. À, rồi cái tu cái tâm ấy trời Phật cho mình. Dạ. Có cái đức mà sức mình ăn. Dạ. Ông bà luôn luôn nào độ mình. Cháu nhớ câu này, người ta chữ chú. Dạ. Như nước đổ lá môn, tên chú bác hát, tên ông già chú cũng bác hát. Là cái trong cái phương pháp á, mình đừng nên giận người ta. Dạ. Đó là cái người ân nhân của mình. Dạ. Ta dạy bảo mình, ta chữ mình là ta dạy mình. Dạ. Ta nạt mình là con người đó là người có đức của mình. Dạ. Mình phải cảm ơn người ta. Dạ. Đừng nên vậy. Dạ. Đó là cái tu đó rất ngon hơn. Dạ. Mà cháu ăn chay mà cái lòng cháu độc ác, dạ, cháu thâu tiền người ta vô, dạ, đó là cháu càng mang tội. Cái tội cháu trong này nó có lực nhân quả, dạ, nó trả liền. Như ông đó ông tu mà ông thao bất thiện, dạ, ông thâu tiền người ta, sau này cái bể ra cái nhà nước đó, cái đó là cái gì? Cái lực nhân quả. Nhà nước tịch thu là đúng rồi, tại vì mình làm chuyện ác đó. Đó là cái trường hợp nhà nước có công bằng. Dạ đúng rồi. Tôi nói là thiên là gì? Thiên là trời, hai chữ thiên. Thiên trời, thiên hạ là cái vụ chú làm phải, thiên hạ tôn chú lên. Cháu đó là phản được có đức, những người đã đi qua trời ơi chú đâu có đức, là tự nhiên trời Phật đó là trời thiên, thiên hạ tôn cháu lên là cháu làm ăn khá giàu đó thì bà không ai. Mà cháu đặt cái vụ cháu vô trong đó, cháu hung dữ, cháu mà tâm thọt hại người đó, yeah. Rồi người khác hại cháu, yeah. Cháu đừng nên cái luôn luôn lúc nào mình phải tu cái tâm mình đó. Đặt cái vụ tôi đi sinh, yeah. Người ta nói giang ông đó người nhân mình đừng giận, yeah. Không giận, không cho ông vô đây xin. Cảm ơn dẫn cười, cảm ơn dẫn cười, dạ. Đó, mình không nên giận người ta, dạ. Cái bổn phận của người ta. Nhiều chú công an nha, chú ơi chú đừng xin bên đây con tụi này con chật, thôi chú qua bên hộ à, dạ. À đó cũng nhiều người cũng công an mà, dạ. Người ta có đức, đức thắng tài, đức thắng tài hả chú? Đúng rồi, đức cái thắng tài, dạ. Đó luôn luôn lúc nào đó. Cháu nhớ cái câu tranh đấu tranh luận không bằng tranh. Qua lời dạy của chú Chính á, có nghĩa là người ta giống như là mình đang đi trên đường đi, ví dụ như mình gặp một người đó mà mình gửi mà mình có tánh mình có nóng á thì mình cự cãi rồi người ta mới chửi mình đó, thì bắt đầu là nó là lỗi tại mình, nhưng mà người ta đang dạy mình, đang dạy mình, cho nên mình không có bực tức gì hết. Đừng bực tức, đừng có cãi gì cả, dạ. Luôn luôn nào cháu nhớ câu này, mình làm sao người ta mới cãi mình, dạ. Làm sao mà người ta mới là không thương mình, dạ. Mình phải xét lại, dạ. Cái mình tu á là tu thờ cha kính mẹ hơn là cái tu, dạ. Cháu nhớ không? Bà già cháu, ông già cháu, đó là Phật cái nhà mình, dạ. Ông Tàu mình đi vô mình lại cái cục đá xi măng mình đủ mình chống khu mình lại, dạ. Rồi làm sao mà người ta chứng, dạ. Ông bà cha mẹ mình không thương mình thương, trời ơi tôi có tiền tôi đắp vô cái cục đá xi măng, dạ. Ông già của tôi hồi xưa đi chùa vẫn đi chùa mà vẫn xá thôi, kính kính nha, dạ. Kính là ổng bằng màu áo kính không lại, ổng về ổng lại chủ quyền thất tổ ông bà, dạ. Đó là mới có hiếu thảo. Là cái vụ cháu mà có lòng ngày đám dỗ, cháu đừng mặc heo quay hay giữa dưa giữa muối, có cái lòng, dạ. Ba ơi, má ơi, ông nội ơi, bà nội gì đó, bữa nay đám dỗ con có cái giữa dưa giữa muối con cũng, trời ông bà vẫn mừng. Mình có lòng, mình có lòng mà, dạ. Là giống như là mình tưởng nhớ, mình gợi nhớ lại công ơn của ông bà mình đã tạo ra mình, tạo ra, dạ. Ông bà mình tạo ra cha mẹ, rồi mình tạo ra mình tạo ra các con, dạ. Đó là mình làm gương mẫu. Cháu nhớ không, kêu là lực nhân quả hồi xưa nó chả lâu ha, dạ. Đời nay không, kiếp sau không kiếp này, nó kiếp này rồi, dạ. Kiếp này nó trả cháu liên tục. Hồi xưa thì kiếp sau mới trả hả ông Chính? Không phải. Rồi chú Chính. Tôi để hồi xưa đó, dạ. Cái nhà cách hai cái số, cái nhà làm sao trả? Dạ. Nó trả lâu lắm. Dạ. Bây giờ nó khích gì như bằng tay, nó trả liên tục. Cháu nhớ câu là nó trả như quả. Cái thằng uống rượu say xưa nó quýnh nó sớm đành nhịn, dạ. Đang nhịn gì? Cái cả sẽ công ăn việc làm. 3-4 ngày sau bị khác quýnh, quýnh lại. Nói sao đủ mà trong tắm này tắm mày tắm tới lại 10 tắm. Cháu nhớ mình tắm người ta cái tay cũng chỉ vô, dạ. Mình tắm là một tắm, ta trả là 5 tắm. Bên đây tắm cái nữa là trả là 10 tắm, dạ. Đó, cái lực nó đi lưu truyền, dạ. Thôi nói gì chút đỉnh thôi để chú đi. Dạ không sao đâu, chút nữa con gửi tiền chú Chính. Chú Chính cứ yên tâm. Nó không đặt vấn đề. Dạ không, chú Chính cứ yên tâm. Cái đồng tiền quan trọng là chú Chính cho con bài học cho giờ, hay. Cháu nhớ câu này, đồng tiền có nhân có nghĩa, đồng tiền có nghĩa. Đồng, dạ. Tiền có nghĩa là sao? Cháu có tiền mà cháu xài tầm bậy, dạ. Đồng tiền có nghĩa. Đồng tiền có nhân có nghĩa đó, cháu xài đúng chỗ, đúng, dạ. Là cháu làm ăn khá và, dạ. Cháu mà đặt vô cháu có quá trời tiền để cháu tung ra, tôi bố thí người này, tôi bố thí người kia, mà giúp cuộc lại con cháu dòng họ ông bà của mình nghèo nè, có giúp đỡ hay không? Dạ. Đó, cháu nhớ câu mình giúp đỡ ai trước? Con cháu gia đình của mình, ông bà cô bác đó, nghèo giúp đỡ đi, không, dạ. Giúp đi giúp đặc vụ chú, giúp chú đi là quá nhiều rồi. Rồi ngày chú qua đời chú hay là chú giúp người ta đi, ví dụ dạ. Giúp quá rồi trong đó nó chửi chú mày giúp người này mà sao không giúp tao. Dạ. À đó cháu nhớ cậu, cái người nghèo á, cháu cho người nghèo á là 9 ngày còn ngày không cho nó chửi sao. Dạ. Nó cứ đi cái lịch mà. Dạ. Cháu thấy người ta bố thí không? Bố thí rất nhiều, cho gạo này kia nọ lại chữ mắng ông chừng, nó cho người này không cho người kia. Dạ. Đó, cháu mà thấy xét lại có nhiều người đi bố thí mà em nó, cháu nó, anh nó, dòng họ nó nghèo mà không cho, dạ. Không cho học cơm. Dạ. Cháu rồi, nhưng mà lại đi làm từ thiện nhưng mà ở trong nhà không, mà không làm, nó dạ. Không đúng, nó không đúng. Từ thiện ở nhà mình trước đầu tiên. Dạ. Ừ. Rồi từ sau này có dư coi cái xét gia đình đó có cờ bạc hay uống rượu chơi chưa giấc ngã hay không. Dạ. Ha, có uống rượu rồi chửi thề chửi ra xin dễ ông bà hay không, rồi mình xét lại mình mới cho. Dạ. Chứ không mình lúc đầu mình cho người ta, nó cho rồi nó đi bán. Dạ. Bán rồi nó đi cờ bạc bao lô quýnh số này kia nọ. Dạ. Thì cháu thấy nó có tình của lý không? Dạ, dạ sai. À, đúng dạ. Không? Dạ. Dạ thưa chú Chính, con có một câu hỏi này con cũng muốn hỏi chú Chính á. À, không biết là chú Chính có thể giải cho con không? Thì câu hỏi của con á là nhiều người đang làm việc thiện như vậy á chú Chính, tu cũng nhiều lắm nha, cũng 10 mấy 20 năm nha, giống như là mình tu tông người dưỡng tánh á chú Chính. Nhưng mà tại sao một ngày nọ mình bị bệnh? Rồi không biết là lý do tại sao chú Chính, là trong khi đó mình đang làm rất là tốt mà. Đây bây giờ chú cắt nghĩa cháu nghe. Dạ. Cái lực nhân quả ông đó, ông làm từ thiện mà cái từ thiện ông không tránh án. Dạ. Ông vừa cái tay phải ông đưa, tay trái ông rút. Dạ. À ông rút trong đó tàn bộ rồi rốt cuộc lại hồi đó thấy ông nghèo. Bây giờ ông rất là lội ra, ông làm từ thiện chính đóng rõ ràng đó. Dạ. Mà sau lưng mang cái hậu. Dạ. Cháu nhớ luôn lúc nào nó phải có cái hậu. Dạ. Cái hậu quả. Cháu thấy bây giờ nói chung với mình nói ông đây. Dạ. Nói cá nhân. Dạ đúng rồi, mình nói cá nhân mình hả? Cá nhân. Dạ. Bây giờ vô chùa mà cháu vào có vận đồ sen cả theo kỳ vô cái thầy chùa chạy ra chụp ha. Dạ. À, mời ông vô uống trà ngon, bánh ngon, trái cây ngon, dạ. À, đầy đủ, dạ. Mà trong đó người nghèo vô có nói tới. Dạ đúng rồi, à. Cái đó cái trường hợp đó con cũng thấy nhiều. Thấy không? Thấy, dạ. Rồi thấy. Trong đó ta bây giờ hiện tại cháu thấy từ thiện là kinh doanh, không phải như hồi xưa. Dạ. Hồi xưa là hồi chào 45 á, cháu mà tận cư ra đó, tín đồ của cháu bảo đó. Dạ. Cho đem gạo, cho củi, cho dạ, đúng rồi cái đó đầy đủ ha. Dạ. Là có cái từ thiện chính công. Dạ nhưng mà mấy người đó nghèo nha chú Chính. Dạ đúng rồi. Người ta tán cư ra ta cứ hai mình đã trắng. Dạ đúng rồi. Cho giúp đỡ. Bây giờ đâu có, không có. Bây giờ cháu thấy rồi, cái lực nhân quả sao trời ông đó ông làm lương thiện quá mà. Dạ đúng rồi. Ông đâu có chậm thiện, mình không có xét là cái bản thân ổng đó. Dạ. Trời có mắt nên dạ. Trời là gì, thiên hạ là trời đó. Dạ. Là ta nói ông vô ông đọc cái ác trong đó. Dạ. Đó chứ đâu phải ổng ấy ổng làm thiện mà sao, nhưng mà ông trời ổng nói ông đó độc ác, trời là thiên hạ đó. Dạ thiên hạ. Dạ rồi à, thiên hạ là trời đó. Trời nói vô từ cái quả nó trả. Dạ. Sao lại uống dạ. Dạ uống cà phê đi Chính. Dạ không sao đâu. Ông Chính cho con bài học hay quá. Ông Chính ơi, vậy có nghĩa là ông trời chính là thiên hạ. Đúng, ông trời là thiên hạ đó. Là có nghĩa là thiên hạ là những người xung quanh mình đang dòm mình đó. Đó. Là có nghĩa là mình không có giấu được gì hết. Mỗi bữa con cũng suy nghĩ, con cũng có một suy nghĩ. Con nghe nói ông trời. Nhưng mà con là thiên hạ. Có lời giải. Dạ. Bây giờ đặt cái vụ nói chung như Bác Hồ, không có thiên hạ thì tôn nên là Bác Hồ vĩ đại hết. Có nhờ thiên hạ mới tu ông lên. Dạ tại vì ông lãnh đạo đúng. Người ta đang nhìn vô ông này tốt, ông này làm đúng. Đúng đó, người ta mới ông hy sinh nè. Ông không có vợ, không có con, tất cả ông hy sinh. Dạ. Vì đất nước, vì dân tộc. Dạ. Đó là phải tôn ông rồi. Dạ. Trời tôn là trời, là thiên hạ tôn. Dạ. Chứ không phải là ông trời tôn được, thiên hạ là trời. Hay quá ông Chính ơi, hay quá chú Chính ơi. Không chú Chính, con ấy. Thôi bà ơi, khỏi không, không, không. Cái này là cái tâm của con. Cái này là cái tâm của con á. Dạ, con có gửi chú Chính ít đỉnh. Tại vì con thấy chú Chính đang đi xin vậy đó. Dạ, con xin gửi chú Chính ít đỉnh. Để chú Chính giữ để mà cơm nước. Dạ. Cảm ơn cháu. Dạ, chú Chính ơi, con cũng còn thắc mắc một câu hỏi. Con xin phép được chú Chính giải luôn ạ. Dạ. Con á thì nghe nói là Phật thì ở Tây Phương, nhưng mà tại sao bây giờ khoa học tiến bộ á chú Chính, là đi ra ngoài khỏi trái đất luôn rồi, ra tới vũ trụ bên ngoài luôn rồi bây giờ, nhưng mà tại sao không thấy Phật ở đâu, không thấy cõi Tây Thiên? Cháu muốn thấy Phật phải không? Dạ đúng rồi. Phật ở đâu? Dạ Phật tại tâm, Phật ông bà mà, chứ đâu có Phật đâu xa. Dạ. Phật ông bà của mình, cha mẹ ông bà mình, ông bà mình từ cổ chí kim tạo quá cho mình, tạo lên đất chết với cái khi nhỏ rồi chẳng khai giờ học mơ trên giờ họ xuống ông bà mình trên giờ mình không tôn đi. Mà Phật á là sao, ổng học giỏi, ổng lý thuyết giỏi. Dạ. Ổng có một sức mạnh, sức mạnh là cái đấm đá rồi bạn đã chạy theo. Dạ. À, tôi chạy theo cái đạo. Dạ. Nó tạo cái đời, người ta nói cái đạo, cái tạo cái đời. Yeah. Cái sức mạnh nào, tất cả một cái đất nước nào, ông nào mạnh người ta sẽ theo. Yeah. Không giận, không hờn. Yeah. À, ai chữ giả điếc, không phải giả điếc nghe, mà bên đây chỗ bên kia. Yeah. Có nghĩa là mình nghe rồi mình bỏ qua bên tay kia, mình không có lưu lại trong đầu. Cũng như nước đổ lá mồm. Dạ. Người ta hại cháu, người đó sẽ mang cái hậu quả. Dạ. Không có cái gì. Vậy là bài học chú Chính dành cho con bữa nay á, là có nghĩa là mình nên bỏ ngoài tai. Bỏ ngoài tai hết. Bỏ ngoài tai những lời chửi bới của người khác. Tên cha của cháu. Dạ. Là tên thiếu gì? Dạ. Ông Chính đó, thiếu gì Chính? Dạ đúng rồi. À, cháu đừng có quan tâm. Dạ. Bên cha, bên mẹ, bên bà mình có nên quan tâm. Yeah. Quan tâm là mình càng khổ, nặng nề quá. Yeah. Cháu giận rồi cháu không làm người ta được, mà cháu tức hoài, cháu ngủ không yên. Yeah. À, cháu các thầy trắng, cháu cũng khổ hơn nữa, thôi ngủ buông xuôi. Yeah. Và hai chữ bình an. Yeah. À, rồi vậy là tóm lại là ông Chính cho con một cái câu đáp án cuối cùng là tu như thế nào mới gọi là tu ông Chính? Tu á, mình cái tu thực tế hơn là mình không giận hờn. Dạ. Ai chữ giả điếc hết. Dạ. Mình người đó chữ mình là người ân nhân của mình. Dạ. Đó là mình phước báo của mình. Dạ. Mình không trả lại. Dạ. Phước báo, mình đừng nên giận người đó. Dạ. Đó là cái phần số của mình. Dạ. Đó là mình tu. Phần số đây vô dập mình, vô dập mình dữ dằn mình. À, cuối cùng mình khỏe thân mình. Dạ. Có cái đó cháu nhớ, tu là lương tâm của mình. Đừng nói tu đốt nha, tổng tu lại là tu không phải. Dạ. Cháu bình yên, ai nói thì nói chạy, đặt vô ông nói, mày ăn mày có. Dạ. Tu nó cũng tôi chịu, mày ăn chín, dạ có. Dạ. Có gì đâu. Dạ. Nó là mình không có gì cho mình. Già làm không ra tiền. Dạ. Mình đi xin. Vậy có nhiều người ta cũng mắng chửi mình như thường, mình không giận, không biết giận thằng ai. Dạ. Là tu đó. Dạ. Có hai cái đó là cháu nhớ, cái không giận không hờn tất cả luôn. Dạ. Cái thù oán này, ai là chọt mình chính mà cãi mình cũng không có. Dạ. Cái thân mình lo thôi. Dạ. Dạ con chân thành cảm ơn chú Chính. đã cho con một bài học rất là quý báu cho ngày hôm nay. Con xin cầu chúc cho chú Chính luôn luôn có thật là nhiều sức khỏe và bình an mỗi ngày ạ. Cảm ơn cháu rồi Triểu nha. Dạ. Hồi đó tôi tránh xa, không phải là cái chú cho cái chú Hà mình chạy theo, chúng ơi chú ở đó gì? Không, không nè. Không, con muốn sau này con còn gặp lại chú Chính đó, để con giúp đỡ chú Chính thêm mà. Chú cháu mình thích sao gặp với nhau là nó bình yên nhất. Trời ơi à. Đừng nên gặp. Vậy có cách nào để con, ví dụ như gửi là con có thắc mắc trong đầu con một câu nào đó về tu, cách tu là con không hiểu ra, là con muốn chú Chính giải rồi con kiếm chú Chính ở đâu? Không, bây giờ kiếm tại chỗ này thôi chứ không có kiếm chỗ nào nữa. Vậy là chỉ gặp chú Chính được một lần duy nhất trong đời thôi. Không, trái đất sẽ dùng trời chú còn đi xin mà. Dạ. Có khi mình gặp với nhau có duyên còn gặp. Đừng nên gặp dội quá nó mất hay. Con sợ một hai bữa nữa con kiếm chú Chính không gặp á. Không có đâu. Cái đất sẽ vòng tròn. Thôi để... bây giờ vậy đi, chú Chính cứ chỉ chỗ cho con thôi. Không. Để kiếm chú Chính là khu nào thôi. Để con có thể nếu mà con muốn giúp đỡ chú Chính hoặc là con muốn tìm chú Chính, đặng giải cho con những câu hỏi trong đầu. Giải là do mình. Cháu nhớ con giải do mình. Dạ. Mình phải suy nghĩ lại cái gì mình thắc mắc mình bỏ qua. Dạ. Cháu đừng có suy nghĩ quá nhiều, trong đó cái suy nghĩ quá nó không có tốt. Dạ. Cháu ngủ không yên. Dạ. Cháu nằm cháu có học thức thật, cháu nhớ học thức chừng nào học gì. Cháu đang suy nghĩ như đặc vụ như ông chủ tịch nước hay là bí thư, ông tối ngày ông không tiếng đâu. Dạ. Ông lo cái đầu ông á cho dân đó, rồi tới sáng là nó bạc. Cháu đừng chúng ta học ngày nay là có duyên ngày nay, chừng nào có nữa chúng ta có duyên. Con chứ cũng không biết nói với ông Chính sao nữa, con muốn gặp ông Chính nữa. Bây giờ thiếu rồi con. Dạ rồi con xin thôi thì con cũng chấp nhận lời nói của ông Chính. Thì hy vọng rằng hai chú cháu mình sẽ có duyên để mà gặp nhau lần nữa ạ. Dạ con chào chú Chính nha. Dạ cả nhà ơi, thì đó là cuộc gặp gỡ và trò chuyện cùng với những bài học rất là hay của ông Chính đã trao đổi và cho cả nhà mình cùng được xem qua cho ngày hôm nay ạ. Dạ cả nhà ơi, thì Ngôn cũng rất là muốn gặp lại chú Chính một lần nữa. Tuy nhiên bị chú Chính từ chối và chú Chính có nói là nếu mà có duyên thì chú cháu sẽ gặp lại nhau. Dạ, do đó Ngôn không có biết là chú Chính sẽ ở đâu để mà tìm lần thứ hai. Dạ, cho nên Ngôn xin phép được từ chối nhận trao duyên đến chú Chính từ các cô chú anh chị mạnh thường quân ạ. Dạ rồi, thì đến bây giờ thì Ngôn xin phép được kết thúc video và hẹn gặp lại cả nhà mình ở một video kế tiếp ạ. Ngôn hy vọng rằng sẽ được cả nhà mình like cùng với đăng ký ủng hộ tinh thần cho Ngôn ạ. Ngôn xin chào và chúc cho cả nhà mình có thật là nhiều sức khỏe và bình an mỗi ngày ạ. Chú Chính ơi, con cảm ơn chú Chính nha.